Hello anh em, chào anh em đã trở lại với Shiro Win Shiro của Thạch Kinh Bi. Rất vui vì đây là gặp nhau với những người clip thì hiện tại đang có mặt tại Nam Sám Play hoặc tân thủ huyền thoại của mình thì có mặt Black Kisame nha anh em. Thì nói chung thì clip hôm nay thì cũng mình đã nói trước từ đầu tuần rồi. Clip này là clip giữa tuần. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với clip chiến đấu hai cái hoạt động chiến cuối. Trong thì chúc đem một ngày vui vẻ cũng như xem clip nhớ like video subscribe để kênh đầy đủ để ủng hộ cho mình. Bạn nào chưa subscribe chưa đăng ký thì ấn subscribe đăng ký là ok. Giờ mình sẽ vào một viện thần bí để mình bắt một ít cái khắc ấn. Tính ra là mình cũng dồn khá nhiều đấy, 163.000. Không biết là cái ma khí của con lo đã là max level hay là khắc được khắc ấn tiếp ta. Ui tính ra được khắc ấn tiếp nè anh em. Không biết là tại sao là được khắc ấn tiếp thì mình cũng không biết. Hình như được trước mình khắc ấn thì nó kêu là đã max level. Ok, bên này thì là kim cương cổ đại. Thì nếu mà giờ mình mã vàng tiếp cho cây ma khí thằng lo thì tốn 73k. Tính ra là bây giờ là chỉ đủ thôi hả? Mới đủ thôi đó, mới đủ lên 20 sao thôi đó. Căng quá nhờ. Thì hôm nay mình sẽ đi hai cái hoạt động đó là chiến cuối 12 đỉnh nè. Với lại vừa đỉnh phong, tại vì nó đã mát số lần rồi nè, 3 lần. Thêm một lần này nữa, đi có sẵn là 4 lần, tổng cộng là 4 lần. Nếu mà anh em không đi thì sang đầu tuần nó làm mới lại thì nó sẽ không cộng dồn như nữa. Tại vì 3 lần là tối đa rồi. Cho nên như vậy thì rất là phí luôn anh em. Rất là uổng phí luôn. Cho nên mình quyết định là hôm nay mình sẽ đi nha. Ok. Đây anh em thấy không? Vừa đỉnh phong thì nó cũng đang full 3 lần rồi. Thì nói chung là hai hoạt động này nó cũng tác dụng khá là nhiều thực sự luôn. Cho nên mình khuyên anh em là bạn nào lười biếng phải nói là lười biếng giống mình lười đi mấy cái này á, thì mình tốt nhất anh em nên cách tốt nhất cho anh em là anh em để dành full 3 lần rồi anh em đi một lần luôn cho nó khỏe. Chứ anh em đi lẻ tẻ một lần thì cái tính làm biếng nó không thể làm được như vậy đâu. Mình thề luôn, không bao giờ. Giống như kiểu mình làm biếng vãi luôn rồi không có đi được. Thì cái hoạt động đầu tiên là 12 đỉnh á, thì giúp cho chúng ta có cái điểm giá trị này để các bạn đổi được nhiều thứ nè. Thì cái hoạt động đại chiến 12 đỉnh này thì nó giúp cho chúng ta đổi được liên quân khỉ núi này. Cái cờ này khá là ngon. Tuy nhiên thì cái cờ này chỉ dành cho những bạn nào mà đã đủ các item trong đây rồi thì dư thừa điểm. Thế ra là nói chung là lấy điểm để đổi cờ sử dụng cho tăng sức mạnh thôi em. Còn lại thì có rất là nhiều thứ khác để đổi. Ví dụ như là bộ trang sức bét cửa huyện tinh nè. Cái này bao gồm 6 món huyện tinh. Thì nói chung là 6 món này cũng khá là ngon. Lát không cho em xem sao. Trong đây chúng ta có thể đổi được ma phấn tinh linh nữa để búp cho tinh linh. Ngoài ra thì có thể đổi những cái viên này để chúng ta đổi lên cái viên rèn đồ. Nói chung thì phần quà rất là đa dạng, chủ yếu là anh em xem thôi. Anh em xem cần anh em cần cái thứ gì thì anh em lấy. Đấy, có cả ơn cái đồng đội đá ràng buộc nữa, giúp cho chúng ta nâng thiên phú ảo mật Sura của đồng đội Sura. Thì đặc biệt là mình đang cày cái này để mình lấy cái điểm chiêu mộ. 200 điểm chiêu mộ thì sẽ tốn là 14.500 giá trị khiêu chiến. Thì mình đang cày cái này để mình lấy điểm chiêu mộ để mình chiêu mộ đo Flamingo trong thời gian sớm nhất. Đó, thấy chưa? Anh em thấy có tác dụng chưa? Quá là ngon luôn. Hiện tại mình đang có gần 400k điểm nè. Nếu mà giờ mình đổi cái này thì mình sẽ đổi được là 27 cái. Mà một cái là 200, suy ra là 27 mà nhân cho 200 ấy thì mình sẽ được là 5.400 điểm thì làm tròn là 5.000 đi ha. Coi như 5.000 đi. 5.000 mà mình đang có sẵn đây là 11.000 nữa thì thêm 5.000 đây là 16.000 đấy, thấy chưa, gần đủ 20.000 để mình lấy The Flamingo, thấy chưa, quá ngon lành. Chẳng qua bây giờ là mình đang chưa có Haki Bá Vương thôi, mới có 4.000 thì không xin nhê để lên, cho nên thôi tạm thời cứ gác chuyện đó. Rồi còn bên vừa là đỉnh phong thì cái này là ngon nhất nè anh em, vừa là đỉnh phong này ngon vãi luôn nè anh em. Chúng ta có thể đổi được mảnh trái Giang Hải, mảnh trái Ỷ Thiên mảnh tinh linh Draco, mảnh linh Lucifer. Ngoài ra thì có thể đổi được cả mảnh thần thạch nữa. Cho nên là thực sự là quá là ngon luôn. Thì mình cày hoạt động bên đây thì chắc là mình sẽ đổi lấy một cái gì đó đặc biệt. Nếu mà giờ lấy thần thạch thì hơi gọi là hơi khó. Một mảnh là 32.000, suy ra là 10 mảnh là 320.000, 100 mảnh là 3 triệu điểm. Mà cái mảnh thần thạch này chỉ có thể ở trong đây thôi. Còn ví dụ như giờ mình muốn lấy mảnh Lucifer nè, thì trong túi mình đang có sẵn là mười mấy mảnh rồi á. Đâu rồi ta? Đây, 14 mảnh rồi anh em. Cái mảnh Lucifer này, ngoài hoạt động này ra thì tính ra chúng ta có thể đổi được ở nhiều chỗ nữa. Cho nên là cái chỗ đổi nó đa dạng, nó sẽ kiếm nhanh hơn. Cho nên mình quyết định là mình sẽ lấy cái chiến cuối này, mình sẽ lấy Lucifer nha. Đó,
Nói chung là tùy anh em thôi, anh em thích đổi gì anh em đổi. Còn đó là mình muốn nói cảm nhận của mình thôi. Còn bây giờ thì mình sẽ đi để mình lấy điểm luôn nha. Hiện tại thì mình đang thuê con râu đen ở trong công hội. Đây là con râu đen của bạn Black Nobita. Mình đánh cho nó nhanh, nói chung là full sao nha anh em, full sao, đánh mát sao luôn ấy. Rồi thì nói chung là trước khi đánh cái này anh em cần lưu ý là anh em dọn dẹp túi một xíu, chứ nó không là không có đủ ô để anh em nhận đâu. Như đây là không đủ nha, chắc chắn là không đủ. Cho nên mình sẽ ghép mấy cây kiếm này lên. Đó. Mấy cái này thì anh em để dành để cống hiến cái ác ma cũng được, mình sẽ bán đi nha. Lát mua lại sau. Rồi, ok, như đây chắc là tạm ổn. Chỉ là tạm ổn thôi nha anh em chứ chưa chắc là đủ đâu. Rồi, đánh luôn nha, đánh nhanh gọn lẹ luôn. Mắt sao. Thì mình sẽ đánh hết một lần luôn, sau đó thì mình sẽ sử dụng điểm cho anh em xem và tổng cộng chúng ta được những gì. Và ngoài ra mình quên nói một điều nữa là anh em đánh ở mỗi cái ải này anh em đều có phần thưởng nha, rất là ngon, đặc biệt là bên đỉnh phong cực kỳ ngon là đằng khác. Đây ví dụ như đánh bây giờ cái ải này thì các bạn nhận được là đây tinh linh thạch, tuy nhiên là rất nhỏ thôi cho nên cũng không đáng kể. Tiếp theo nữa thì đánh tiếp ải này được tinh hoa bảo thạch 50 nhân 10 là 500, thấy ngon chưa à, thấy chưa. Thế thì ngu gì dại gì mà chúng ta lười biếng ta không đánh được 7 viên thủy tinh thời trang, giả gì mà không đánh đúng không anh em, được đồ mà đấy, tốn ít thời gian thôi. Anh em nào lười thì cứ làm như mình, để dành để dồn 3 lần sau đó đánh một lần luôn là quá khỏe. Hiện tại thì cái 12 đỉnh này thì giờ nó quá dễ rồi, tại vì có đồng đội của công hội cho nên đi vèo vèo thôi, 4 sao không cần chỉnh gì hết. Hồi xưa mình đi cái này khá là cực luôn, đi phải chỉnh tới chỉnh lui mà không được full sao nữa, chỉ được hai ba rương thôi là mình đã mừng hú vía rồi. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi nè, giờ đi full luôn không nói năng gì nhiều. Đó có cả hai kỳ báo vương được 30 nè, đó được 30, giờ mình sẽ nhận hết nha, mình sẽ nhận hết một lần luôn, sau đó thì mình sẽ đi hết 4 lần rồi mình sẽ mở hết cho anh em xem tổng cộng rồi được bao nhiêu điểm các kiểu. Đây, cứ tương tự như này thì chúng ta sẽ đi nhanh cái mấy cái này luôn. Này 4 lần nha anh em, 4 lần là cũng hơi chua ấy, đi hơi lâu ấy đấy. Với lại lát mình đi bên đỉnh phong nữa, bên đỉnh phong thì nó khó hơn bên đây một xíu, có thể là sẽ không full sao đâu. Bên đỉnh phong thì chắc là không full sao đâu, nhưng tuy nhiên thì cũng được ít phần quà, nói chung là cũng ngon. Tổng cộng là cái này có 12 ải đúng không, suy ra là chúng ta sẽ tốn 24 lần nhấp chuột. Ý đâu phải, một ải này tới ba cái nhấp chuột lần đúng không ta. Phân tích nhấp chuột coi, một nè, hai nè, ba nè, bốn nè. À vậy một ải là bốn, chia là 4 nhân 2 là 8, 4 nhân 1 là 4, 48 lần nhấp chuột. Trời ơi, căng quá nha, tính ra cũng căng đó nha. Chưa tính mấy cái nhấp chuột này nữa anh em. Đấy, nhấp chuột dẫn phần quà đây nữa. Rồi, xong hai lần, còn hai lần nữa. Cho anh em quá ngon. Suy ra là hai cây bá vương hồi nãy được 30 đúng không? 30 mà mình đi tổng cộng 4 lần, suy ra là cũng được 120 đúng không? Đó, thấy chưa? Không không ai cho các bạn đường 120 hai kỳ bá vương đúng không, quá ngon lành, quá tuyệt vời, cú mèo luôn, muốn gì nữa. Chẳng qua là anh em lười đây thôi, cho nên là lời khuyên dành cho những anh em nào lười đây ấy. Tốt nhất là để dồn 3 lần, thêm một lần bên ngoài là 4 lần, rồi đây một lần luôn là xong, nice sự thấy chưa, quá ngon lành, cành đào được quá trời phần thưởng luôn, được 5 Sura mà được tới 6 hai kỳ bá vương ta, hơi vô lý nhỉ. Rồi xong thêm một lần nữa nè anh em, rồi lần cuối nha, lần cuối, lần cuối. Nếu anh em nào lười thì em có thể để ở đây khỏi đi luôn cũng được, chờ 3 lần này sau đó đi tiếp. Nhưng mà thôi mình thì mình đi luôn để mình xem được tổng cộng mình được bao nhiêu giá trị khiêu chiến nha. Ngon á, tính này bài ngon á. Hồi xưa mình đánh cái này là mình để dành 20k để mình đổi con đinh không à, tại vì lúc đó là hoạt động hệ thống tinh linh vừa mới mở cho nên là con đinh rất là ngon, rất là giá trị luôn. Tại vì đâu có thể cách nào để kiếm mấy tinh ngon đâu đem. Con đinh chơi là mừng lắm rồi. Cho nên cứ được 20k là đè con đinh mà đổi. Bởi vậy cái con ngạc chính của mình bây giờ tan là con đinh ở trong đó không. Chán thiệt. Trong khi bây giờ người ta chơi tới con gì luôn rồi. Tinh linh hiện tại ngon nhất là con Tiamat rồi. Rồi dưới là một chút là con Lucifer. Rồi Draco. Verona. Rồi con tùm lum hết, con Winnie. Rồi con Lecia. Trời ơi nhiều lắm. Trong khi mình vẫn mãi lẹt đẹt chơi con đinh. Chán không muốn nói. Ok, xong rồi nè anh em. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem được tổng cộng mình được bao nhiêu nha. Ở đây thì mình có 398, mình sẽ lưu lại số này luôn, 398 398 450.
Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng một ít đồ. Đây anh em thấy không, được 24 này, như 5 x 4 là 20 nè, 5 x 4 là 20 nhớ 2, 5 x 2 là 10, 12 là 100 mấy đó. Nói chung là được hơn 100 đó. Tính toán hơi chậm, học toán hơi dốt, thông cảm. Rồi đã khắc ấn. Cái hộp này thì nó chứa đồ để tẩy luyện báu vật thôi, cho nên mình sẽ cất vô kho. Đa số mấy cái này mình cất vô kho hết. Tinh hoa bảo thạch được một ít. Rồi bây giờ 1290 giá trị khiêu chiến này mở đuối luôn nè. Đấy thì nói chung là đợi đó thôi. Chắc là mình sẽ stop video để đỡ mất thời gian của anh em. Khi nào mở xong mình sẽ quay trở lại nha. Ok, cuối cùng mình đã xong. Còn bên đây là 260 cái này nữa. Cái này thường một tới 100 lận. Một cái là 100 giá trị. Quá là ngon. Đấy, cái này thì mở nhanh hơn. Chứ cái này thì ngàn mấy mà hơi đuối. Bây giờ đi cộng dồn 4 lần lại đi. 1 lần thì nó được nhiều thôi. Được nhiều thôi. Còn nếu anh em đi từng lần thì nó sẽ ít hơn. Rồi, bây giờ mình sẽ trừ thêm tổng cộng mình được bao nhiêu nha. 489, vậy là chưa tới 100.000 rồi. Chưa tới 100.000 nha anh em. 489.050 sẽ trừ cho con số nãy là tổng cộng mình được 90.600. 4 lần đi được 90.000. Wow. 90.000. Giờ nếu mà mình đổi cái giá cái điểm chiêu mộ này thì mình sẽ được là 33. 33 nhân cho 200 được à 6.600. Ok, gần 7.000. Thêm cái kia 11.000 là khoảng 17-18.000 á. Ui. He, anh em thấy không? Sắp đủ rồi. Rồi bây giờ mình tới hoạt động thứ hai là hoạt động về đỉnh phong. Bên đây là thật sự mình rất là ấn tượng với bên đây luôn. Anh em hãy xem bình tĩnh từ từ cái đoạn này nha. Tại vì hoạt động này phần thưởng cực kỳ ngon và rất xứng đáng thì ta đi luôn ấy. Rồi mình sẽ đi nhanh luôn. Thì mình hiện tại cũng đang thuê râu đen của bạn Black Tobita. Nói chung cũng vậy thôi. Giờ mình sẽ đi luôn nha. Có điều thì cái bên hoạt động này đi hơi khó một chút. Tại vì anh em cần phải canh khi nào thua, khi nào thắng nữa. Nhưng mà cũng hơi cực. Và cái nhiệm vụ của các ải này đều là nhiệm vụ chiến thắng tất cả quái, chứ không phải nhiệm vụ kiên thủ hay là phòng thủ gì hết. Cho nên bắt buộc các bạn phải giết hết 5 người này thì nói chung là hơi khó, nhưng mà phần thưởng thì nó sẽ ok một chút. Đây thì mình sẽ đánh từ từ cho đem xem phần thưởng các kiểu luôn nha. Ải 1 này thì cũng khá đơn giản, mình sẽ hoàn thành luôn. Chúng ta được 40 thủy tinh thời trang. Anh em thấy nhiều không? 40 nha anh em. Và 8 cái thủy tinh trang sức này. Ngon chưa? Mới ải 1 rồi đó. Ải 2 thì mình cũng sẽ đánh luôn, mình sẽ hoàn thành nhanh cho anh em xem phần thưởng luôn nha. Phần thưởng ở này là được huy hiệu hải tặc. Đấy, đây là cái thứ dùng để đổi phần quà và được thêm 8.000 đá năng lượng. Cái đá năng lượng này thì thực sự rất là mình không cần thiết, nhưng mà nó ra thì phải chịu thôi chứ giờ sao. Map 3 mình nhận được 8 cái túi nguyên liệu đồ cam thường. Mỗi cái túi nguyên liệu đồ cam thường này bao gồm pha lê, hải ma thạch, trân châu. Cái này thì chắc là em quen thuộc rồi. Số lượng là 8 nha. Và 40 cái túi khoáng thạch. Quá ngon luôn. Ngon không anh em? Đối với mình là quá ngon rồi đó. Rồi, ở này thì được 25 cái tim magma. Rồi. Tiếp tục lại 5, mình sẽ điều chỉnh một xíu. Bởi vì có thể là sẽ bị thua đấy anh em. Đã khắc ấn thôi, cái này thì đã khắc ấn thôi. Ải 6. Hồi bữa mình có đi thử một lần rồi thì phải, và nói chung là mình cũng gặp đây là kim cương cổ đại, mà như là mình gặp vài thanh niên khó nhằn một chút. Ở này gặp râu đen nữa nè. Đánh luôn. 500 kinh nghiệm nguyên tố khá là thơm ngon anh em. Ở đây là ai 8, ở đây gặp thằng Mingo này như là nó hơi khó nè, đánh thử luôn coi. Mình sẽ xem chiến báo một xíu nha, nếu mà thấy dễ dàng thì mình sẽ hoàn thành, còn nếu mà khó khăn thì mình sẽ xem thua ở chỗ nào để mình biết đường khắc phục ở lần đánh sau.
Con râu đen này thì nó chắc chắn là nó sẽ miễn dịch được hết tất cả rồi, cho nên em cứ yên tâm thôi. Và một cái khỏe ở đây là đánh bao nhiêu lượt cũng được, chỉ cần win. Úi, cái trạng thái gì đây, bóng tối nguyền rủa hả anh em, ghê vậy. Bao nhiêu lượt cũng được nha anh em, chỉ cần đừng có để lâu quá để dẫn đến trường hợp là bị hòa, với lại đừng có để bị khống chế muốn chết là được. Còn lại cứ đánh thôi, cứ đánh tới khi nào mà đối phương bên kia chết là xong. Ở đây thì chúng ta win cũng khá xong rồi, 8 túi cờ sơ cấp quá ngon. Tiếp theo lại 9, ở này tiếp tục là như vậy. Mình sẽ điều chỉnh một xíu cho mấy con ở trên đầu qua xuống dưới hết đi anh em, cho nó an toàn. Thấy chưa anh em, thua rồi nè, thấy chưa. Và lý do thua như thế nào chúng ta cùng xem là biết thôi. Thường thì con râu đen của mình thì nó râu đen này thì nó đã miễn dịch được tất cả mọi khống chế rồi, cho nên chúng ta chỉ xem thử có tại sao thua thôi. Có thể là do đối phương đam to quá, chứ thật sự mà râu đen này bị khống chế thì hơi khó, tại vì nó đã có cái khiên trên đầu rồi. Cái khiên đó là khiên miễn dịch nha anh em, miễn dịch gần như là tất cả luôn. Và con Sisa này thì to quá cho nên nó che hết, không cho mình thấy cái gì cả, cay thiệt. Ok, nói chung là râu đen đam ổn đó anh em. Tuy nhiên thì tụi này có vẻ hơi trâu, và đam tụi nó chắc cũng rất là mạnh luôn, cho nên mới giết được râu đen của mình ấy. Lo của mình vẫn đang còn sống với cái khiên trạng thái là khiên trạng thái tối cường. Trời ơi, anh em thấy có tối cường mà nó bao còn chết đâu anh em. Mình vẫn không hiểu, mình cứ tưởng trạng thái tối cường đó là bất tử rồi chứ, ai về vẫn chết kìa. Lý do thua ở đây mình vẫn chưa biết là gì. Tuy nhiên thì mình thấy cái con Monet hình như là nó không mất máu. Thôi, lý do đây thì mình nghĩ chắc là mình cũng hiểu được phần nào rồi. Hình như là sắp giết được con Detonation rồi. Để mình bị đóng băng rồi kìa. Thôi, chỉ cần bị khống chế một cái là coi như những tuần sau là coi như nát rồi. Chắc là do combo nét. Ôi, choáng hỗn loạn tùm lum hết, thôi hiểu luôn. Thì đơn giản thôi các bạn, chỉ cần thuê lại và đánh giảm xuống một sao là được. Phần thưởng sẽ bị giảm một xíu, tuy nhiên thì nó sẽ đảm bảo được cái chiến thắng dành cho anh em, vậy thì cũng ok rồi. Giảm xuống 3 sao nha anh em. Hơi 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 đen. Vẫn thua. Anh này khó nha. Wow, mình không hiểu tại sao anh này lại khó vậy luôn. Tuy nhiên nếu mà anh em đã thua rồi thì tốt nhất anh em không nên chạy cối đánh với nó làm gì. Tốn thêm lượt thôi. Giảm này coi. Rồi, giảm xuống 2 sao luôn đi. Anh này thì được đá ám kim. Rồi, win. Nhưng mà bị giảm mất phần thưởng và giảm sao. À này thì tiếp tục là như cũ nè, 5.000 đá hải hồn cũng không quan trọng với mình lắm. Chắc là mình sẽ tiếp tục đánh 2 sao luôn cho rồi, để đi cho nó an toàn. Tại vì mình đang làm clip, mình cần quay thật là nhanh cho anh em. Này 2 sao luôn đi. Mấy cái linh thạch này mình không cần thiết. Chứ nếu không, nếu mà có thời gian mình sẽ nghiên cứu và từng cái trận hình luôn ấy. Tuy nhiên thì đang quay clip cho nên là không có thời gian nhiều cho anh em, cho nên là thôi mình phải đánh cố gắng nhanh hết sức có thể. Rồi, ai 12 này thì phần thưởng là 2 kiểu bá vương nè, cái này mình đang cần lắm luôn nè. Ui, nhưng mà gặp ngay cái con Monet nữa mới đen chứ. 2 kiểu bá vương 50 luôn nè anh em. Trời ơi, nếu mà đánh được này là ngon luôn á. Cái này còn nhân 4 thôi, đánh 3 sao win nổi không ta. Rồi, cứ đánh 2 sao cho rồi. Mình sợ con Monet này quá. Rồi, win là được rồi, không nên tham lam. Cái này là sắc màu Sura. Thôi bây giờ cứ đánh 2 sao đều đều đi ha, chứ giờ thua rồi biết sao được. Ha, đĩa hạt Haki nữa nè, nói chung là nhiều lắm, nhiều thứ lắm anh em. Vẫn win như thường nên em, có khi đánh 3 sao mình vẫn win đấy chứ. Rồi đánh thử 3 sao coi ha. Này tinh qua bảo thạch, tích điểm bảo thạch các kiểu nè. Đánh thử 3 sao còn win đâu. Đấy, 3 sao là thua luôn anh em, căng quá. Đấy, phải thuê tới lần thứ 3 luôn này. Thôi phải đánh 2 sao thôi anh em ơi. Khó rồi ta. Đấy bây giờ thậm chí là phải mua thêm lượt đánh rồi nè. Cũng tốt ít vàng. Đặt này mình đang cố gắng tiết kiệm vàng cho nên là không nên ham hố đánh nhiều làm gì. Cứ đánh bình thường, lấy phần thưởng được rồi anh em. Bây giờ anh em đánh cái này không đủ luôn nè. Đánh cái này không đủ ô để nhận quà luôn nè. Cay thiệt chứ. Đây là túi cờ trung cấp, trời ơi sướng. Mảnh túi cờ trung cấp này ngon lắm á anh em. Tuy nhiên thì mình cũng phải đánh 2 sao thôi, không thể nào đánh cao hơn được nữa. Cái này cái gì đây, tại sao mình lại dư mấy cái đỏ đỏ nhỉ. Đây lại cuối cùng nè. Ở này thì được mảnh trái kết giới, mảnh trái lôi điểu các kiểu nè anh em, sướng thiệt.
nhưng mà chắc đánh vẫn đang phải đánh 2 sao thôi. Rồi như vậy là được bạn trái kết giới và hoàng kim liên điệp. Chúng ta có thể dùng vàng để nhận ít thai, tuy nhiên tốn 200 vàng thì cũng hơi tiếc. Thôi gì sử dụng luôn ha. Trái kết giới này không biết có ngon không nhưng mà thôi cứ nhân đôi đi. Đó, nhận lên 8 các kiểu cho nó sướng. Lên được 8 cái hoàng kim liên điệp nè anh em. Cất vô kho là mình được 12. Còn mảnh trái kết giới thì đâu rồi? Trái kết giới thì mình đang có đâu rồi? Đây, 14. Trời ơi, không biết bao giờ mới đủ trăm mảnh nữa. Không biết là trái kết giới này có ngon hay không thì mình không biết. Vậy là xong, chúng ta nhận phần quà thôi. Ít ra cũng được ba cái rương này cũng ngon rồi, đúng không? Đó, quá trời túi, quá trời quà luôn anh em. Nói chung là hoạt động bên đây ngon lắm. Rồi, đây là mình đi một lần trước cho anh em xem thôi. Còn lại 3 lần nữa mình chắc là mình sẽ tự đánh. Chứ clip cũng dài rồi, 20 phút rồi. Rồi, cảm ơn em đã theo dõi clip của mình. Nhớ like video, subscribe đi kênh đầy đủ để ủng hộ cho mình nha. Ngoài ra thì anh em nào mà cảm nhận thế nào và có ý kiến thế nào thì cứ để lại comment bên dưới nha. Mình sẽ lắng nghe và mình sẽ đọc những ý kiến của anh em hết. Cái tinh linh thạch này như là túi chật rồi. Toàn quá. Rồi, ok. Còn lại cái này thì mình sẽ sử dụng luôn. Lát mình đánh xong mình sử dụng. À, để dành để đổi mảnh Lucifer anh em à. Hiện tại cái này mình có thể đổi được 2 mảnh nè. Mình có 14 mảnh trong đây rồi thì phải. 14 rồi nè anh em, cố gắng tích trăm mảnh lấy tinh linh chơi. Bye bye anh em nha.